bắt được cái dây kia được. Hơi thấp nhỉ. Xay cái đi. Ừ? Đấy, nó phải xay cái thế này mới Hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2022, cận cảnh tại gốc cây, lấy mật ong khoái rừng Bắc Cạn. Khách hàng liên hệ, số điện thoại trên bài viết. Bầu mật rất là đẹp. Mật ong khoái rừng Bắc Cạn là một trong những sản phẩm mật ong an toàn vệ sinh thực phẩm tinh khiết được khai thác vào những ngày nắng đẹp. Tổ ong rất là đẹp luôn. Quý khách hàng nào tin tưởng, liên hệ số điện thoại trên bài viết. Phong Lan Lá Cọ luôn luôn cung cấp những cái sản phẩm mật ong khoái rừng Bắc Cạn, chủ yếu là mật ong khoái rừng Bắc Cạn. Duy nhất một sản phẩm có sản phẩm nguyên tổ, nguyên sáp, sản phẩm tự róc đóng chai, tổ nào tổ đấy không trộn lẫn. Mật rất ổn định và màu mật rất đẹp. Khách hàng nào tin tưởng liên hệ